Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật sai hoặc quyền của vì trời Phật thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu và chó, bò, sát sanh, hại vật cúng thần thánh nào vì thần thánh không dùng hối lộ mà tha thứ tội lỗi cho ta. Nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, những hạng ăn đồ cúng kiến làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến nó mãi, nó ăn quen, nó sẽ nhiễu hại ta. Nghe núi trà sư thì chuyên pha lão bảo ba sơ máu trị bệnh ai cũng đều hết, mà khi đức thầy lại bộ giác của ông đạo ba sơm đó thì đức thầy mới nằm xuống đó. Thì ông đạo ba sơm ông lại ông giờ mà ông thấy đức thầy nằm rồi thì ông lên trên điện, nóc điện ông mới ngồi kiết già, ông mới chịu chư thần. Ngồi kiết già chịu chư thần mà không khi nào chư thần lúc nào mà bình thường thì chịu thì gì à, để trợ cho ông đạo ba sơm để độ bệnh cho bà con, mà lúc này là có đức thầy mà không khi nào mà chư thần gì hết. Thì từ chỗ đó đức thầy ngồi trên nóc điện, ông đạo ba sơm ngồi trên nóc điện, ngồi kiết già mà ngồi đến thủng đá hết trơn quý vị ơi. Thì chịu chư thần gì mà đến 12 giờ 1 giờ chư thần không thấy gì à, mà bốn vị chư thần mới xuống đứng bốn góc là hầu thầy. Rồi coi như là đức ông đạo ba sơn xuống lã mồ hôi hết trơn, mà coi như mặt mày tái lét hết. Thì nhìn đức thầy, thấy đức thầy nằm, thì bốn vị thần ngồi đứng bốn góc hầu thầy. Thì ông đạo ba sơn lại mới thưa rằng: dạ thưa ông cả với ông Út, ông cả với ông Út, à, giờ đưa ông Tư về tổ đình đi, ba ngày nữa tôi sẽ xuống, tôi là quy y với ông Tư. À, ông Tư là Phật ở tại thế rồi chứ không phải tầm thường. Thì từ cái chỗ đó coi như ông đạo ba sơn nói như vậy, thì đức ông Út với ông cả mới đưa đức thầy về tổ đình. Ba ngày sau ông đạo ba sơn mới chở xuống tổ đình, mới làm cái lễ quy y. Lễ quy y xong rồi đức thầy mới nói là: này ông cả và bà cả và ông Út, thầy là giàn thiệt rồi nghe, tôi quy y đây tu tu chứ không còn cái gì nữa hết trơn á. Thì từ cái chỗ đó khi quy y tu rồi thì đạo ba sơn ông mới trở về núi Trà Sư. Thì ông cũng gán tu chứ lo thuốc thang cho bà con người ta chứ không còn như xưa nữa. Thì từ cái chỗ đó đức thầy mới về, đức thầy mới xin đức ông và đức bà đặt bàn là làm cái lễ cáo hoàng thiên. Là lúc đó là đức thầy 21 tuổi đầu, là đức thầy là đề xin với đức ông không chịu, đức bà thì cho, mà đức ông nó rồi mày lên cơn nó rồi không biết sao, thôi cho thì tao cho. Thì từ cái chỗ đó đức thầy mới nói vậy là ông đã cho thì đặt bàn phật giữa trời đó quý vị. Đức thầy mới coi như đức thầy mới xin đức ông với đức bà và các vị bồ tát và chăm họ hết để mở cái đạo để cứu đời. Thì mà đặt cái bàn Phật là bàn hương án, đức thầy mới cầu nguyện Tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị Bồ Tát để hôm nay để tu ra để tu dạy đạo cứu đời, để giúp lo cho bá tánh, nhờ các ngài cũng chứng minh là cái cấp đó. Đức thầy là cầu cho ba tánh, là cầu cho tất cả, cho quốc thế dân an hết. Thì thầy mở đạo cứu đời đó quý vị. Lúc thầy mở đạo thì 1939 tại Hòa Hảo, năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, lúc đó là đức thầy 21 tuổi đầu. Thì đức thầy khi giải đạo rồi thì đức thầy mới viết trong cái bài Sứ Mạng
và 8 điều răn cấm. Và kế tiếp đó là bát chánh đạo và thập thiện thập ác. Trong cái quyển 6 và hạng tại gia xuất gia đều Đức Thầy cũng dạy hết tất cả. Từ cái chỗ đó thì Đức Thầy đặt cái bàn Phật, Đức Thầy là mở đạo rồi thì năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, khi Ngài Hoằng Hóa Đạo là lúc đó tới là Ngài đi, lúc nào Ngài cũng đi là để độ bệnh và để thuyết giảng, thuyết pháp để cứu, để độ ba tánh, gọi là tùy theo bệnh. Có giai đoạn Đức Thầy nói để dùng quyền diệu của tiên gia để độ bệnh kẻ ít căn lành, để cảm bà lòng cùng chư vị với trăm quan. Thành ra Đức Thầy là Ngài là coi như là mượn cái xác của Đức Quỳnh Giáo Chủ, gọi là Đức Thầy. Khi mà Đức Thầy mà mở đạo rồi thì Đức Thầy mới viết một cái bài: mượn xác Quỳnh Thanh danh xác trẻ, chờ Ngài Thiên Định thiết hùng ca. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh bể ái hà. Mượn xác Quỳnh Thanh danh xác trẻ, chờ Ngài Thiên Định thiết hùng ca. Thành ra Đức Thầy mở đạo, lúc mà Đức Thầy đi Hoằng Hóa Đạo mà để hốt thuốc viết giảng để độ đời, lúc nào Đức Thầy đi tới đâu cũng có lợi ích cho dân dân ba tánh hết. Đi tới đâu Đức Thầy cũng mở đạo hết, là đi khắp nơi sáu tỉnh lục châu này Đức Thầy đều đi hết. Đức Thầy nói dạy lục châu chẳng dám nghỉ ngơi, mà ba tánh nào đâu có biết. Thành ra mình thấy Đức Thầy là một cái vị Phật lâm đà phàm xuống để dạy đạo cứu đời. Đức Thầy nói Bồng Lai điên dại có ngôi, Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chứ chẳng có phải của người lãng trí. Mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, không thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách phiên thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ si cũng bắt khổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Thành ra Đức Thầy xuống mở dạy đạo cứu đời là khuyên ba tánh lo làm lành lánh dữ, và lo tu hiền, và lo báo hiếu nuôi cha giữ mẹ, và lo cho đất nước nhà của mình. Rồi khi Thầy dạy tất cả đồng bào và xã hội của mình ở tại gia và hạng xuất gia, Thầy đều dạy hết. Hạng tại gia thì Thầy cũng có dạy theo. Đức Thầy dạy, Đức Thầy nói gia tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Còn hạng xuất gia thì Thầy dạy, hạng xuất gia dòm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, với quê hương bè bạn, giữa thân vào cửa thiền, hay hoặc núi non am cốc, hàng ngày chỉ chiên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho thập phương bá tánh nghe hoài đầu. Gia đình nhà cửa của nhà sư thì cả thế gian, thân quyến của nhà sư thì khắp cả nhân loại đại đồng. Hạng ấy dốt tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi, đó là sư. Gọi là sư mà không là sư thiện, gọi là sư là lo hoằng quá để lo cho bá gia bá tánh, là sư đó là sự thật, là sư xả thân, gọi là sư khổ hạnh đầu đà, gọi là lo cho nhân đất nước nhà và lo cho bá tánh, là sư đó xả thân. Mà khi Đức Thầy dạy đạo cứu đời rồi thì đến năm khi mà Thầy đi rồi mở đạo dạy đạo cứu đời là
năm tới 47 là thầy văn mặt. Lúc nào đi tới đâu thầy cũng dùng phương pháp và độ bệnh và để dạy cho trong đạo Phật giáo Hòa Hảo tu tại gia đều cúng lại, ăn chay cúng lại, niệm Phật và lo làm lành lánh dữ để lo nuôi cha dưỡng mẹ và lo đất nước và mười điều coi như là bốn ân đức thầy ra mối đạo. Đức thầy dạy bốn ân là gò: một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn ân đồng bào và nhân loại. Thành ra lúc nào thầy cũng kêu gọi ba gia ba tánh cũng phải làm bốn ân này để lo cho tất cả cho chúng sanh không khỏi tai nạn. Thành ra lúc nào thầy cũng là không có nghỉ ngơi được. Đức thầy nói: khùng dạy dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân và cả cảnh trần thế mặc ai thông thả, chứ còn ta chẳng lắm hồng trần. Thành ra lúc mà đức thầy, khi mà đức thầy mở dài giải đạo cứu đời thì đức thầy ra tám điều răn cấm và coi như là thập thiện thập ác và bát chánh đạo, pháp môn hoàn diệt, thập nhị nhân duyên. Thành ra từ cái chỗ tám điều răn cấm đó quý vị, đức thầy mở đạo ra, đức thầy giải tám điều răn cấm là này là coi như là tóm gọn hết, gọi là gì coi như giới lực, đó là tới cộng ra tới 1000 giới. Mình á, nhà sư thì có 250 giới, mà còn cái này nếu mà mình hành đúng theo đó là nó tới 1000 giới. Thành ra cái giới của nhà Phật rất siêu sức. Khi mà mình hành theo nhà Phật mà khổ hạnh đầu đà rồi là không có dùng gì của thế gian, còn bậc trung thà trung trung thì với bậc hạ thì phải lo cho ba tánh, phải nhận của thế gian để lo cho ba tánh, chứ không phải nói là tuyệt đối hết. Thành ra phiên rằng toàn thể ở trong đạo và ngoài đạo gì cũng đời vậy, tùy theo cái gương hạnh của mình tu và mình nhìn theo các cái hạnh mà nào tốt thì mình ráng mình tu ở tại gia lo tu tỉnh. Đức thầy nói: việc tu thỉnh khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có nài, khùng yêu dân chẳng nể vắng dài, cho bổn đạo giải phay niệm Phật. Thành ra lúc đó đức thầy giải tám điều răn cấm. Một là điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu và cờ bạc và ấp phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lưng lý tam ca ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lừ biếng và phải sốt sắng cần kiệm lo làm ăn và tu hành chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thế quá và lợi dụng đồng tiền tài, đành quên nhân nghĩa đạo lý ích kỷ và xô phụng kẻ giàu sang và phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật sai hoặc quyền của vì trời Phật thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu và chó, bò, sát sanh, hại vật cúng thần thánh nào, vì thần thánh không dùng hối lộ mà tha thứ tội lỗi cho ta. Nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, những hạng ăn đồ cúng kiến làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến nó mãi, nó ăn quen, nó sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta chẳng nên đốt giấy tiền vàng bạc với quần áo và tốn tiền cho vô lý, vì cõi diêm vương không xài đặng nữa, để đồng tiền ấy, đồng tiền lão phí ấy trợ cứu giúp những người đói gắt tàn tật. Điều thứ bảy, ta đứng trước mọi việc chi, vì sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý và sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nó cõi Tây Phương mà an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả trong thiện nam tín nữ tôn giáo của nhà Phật,
lúc rảnh việc thường coi kệ giảng, phải giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ cho tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín mà làm đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung với quà, xét người cho tốt, xét thân ca ta. Nếu người gõ phận vui lòng thứ tha, thứ được người người thứ tha. Thành ra đức thầy lâm phàm xuống độ chúng sanh là đức thầy là Phật sống rồi đó quý vị. Thành ra đức thầy khi mà mở đạo thì cái ý nghĩa đức thầy đặt bàn Phật là để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, là ngày đó là ngày 18 tháng 5, để trình qua Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị Bồ Tát để ngài xuống để lâm phàm để độ đời, cứu thế mà độ đời lúc ngày 15 kỷ mão 1939 tại Hòa Hảo. Lúc đó là thầy mở đạo, lúc đó là dòm có đức ông đức bà chứng minh cho ngài và thân phụ và chứng minh cho ngài. Thì ngài mở đạo đến năm 47 thì ngài vắng mặt. Thì cái ý nghĩa coi như đức thầy mở đạo đây là đức thầy nói nay gần bụi có người mở ngõ, thì noi theo dấu thỏ đàn dê dục gió cu, nhiều ngõi thảm thê dạy sanh chúng cho rồi mới rảnh. Thì mình thấy đức thầy là dạ mở đạo này, đức thầy dạy mình là hành xử đạo nhân, đạo Phật, đạo tiên, đạo thánh, đạo thần, vì bốn bậc này đều có hết quý vị. Trong sám giảng thi văn toàn bộ về coi như quý vị có coi và có nghe, thì trong cái lúc đó thì trong và ngoài nước và các quý vị nào muốn phát tâm thì liên hệ với cháu Thành Hậu và áo tràng áo cúng và tam bảo và cửu quyền thất tổ, vì cháu Thành Hậu sẵn sàng lo cho quý vị để lo cho quý vị để là cúng bái. Thì từ cái chỗ đó thành ra đức thầy nó xuống mượn xác nhằm năm tỷ mão, buồn sớm làng cứ ghét đi khùng, nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tánh, nghe điên dại sau này thê thảnh, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân một kiếp, theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp việc tu hành, niệm Di Đà gán niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá gành, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Thành ra khi thầy mở đạo rồi thì thầy ra ba ban quý vị, gọi là ban truyền bá đạo lý và ban nghiên cứu đạo lý và truyền bá đạo lý và ban chứng tế. Điều ba ban này đều có hết thì nằm ở trong cái đạo Phật giáo Hòa Hảo mình. Từ cái chỗ nào đức thầy cũng chỉ dạy hết cho ba gia ba tánh làm lành lãnh dữ, lo tu hiền. Khi tôi cháu Thành Hậu có hỏi tôi biết bao nhiêu, tôi trả lời bao nhiêu. Thành ra đến đây đã chấm dứt. Khi dứt lời, chúc quý vị được nhiều sức khỏe trong và ngoài nước, được nhiều sức khỏe và có tài có lộc có phước có đức, và để trợ giúp cho ba tánh. Và khi dứt lời, chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.